đường mộc rất đẹp luôn, tem mới toát luôn, nét căng xanh thôi, còn đợi thiếu là nó như thế này, nó là xanh 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 cốm đấy, không xanh cốm nâu đấy, đợi thiếu. Đây là phía trên của loa. Giá 24 năm là em Chiến đã bao gồm phí ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt là 200.000, còn 24.300.000 bao gồm phí ship nha các bác. Giá thì em cân đối tốt nhất cho các bác rồi. Đây các bác, mời các bác cùng xem phía trên của loa này. Đấy, thùng gỗ của nó rất là đẹp luôn nha. Cọc tiền thì các bác cọc khoảng 2 triệu trở lên nha. Hãy tổng quan. Có tem treo để các bác trưng bày nha. Tiếp theo là cạnh bên phải của loa. Hay là hai số điện thoại chính của em nha. Cạnh của loa, tổng quan. Tiếp tục là cạnh trái. Đây tổng quan cạnh trái. Đây, vân gỗ rất đẹp nha. Hàng là nguyên mộc, lưng mộc luôn nha các bác. Đây các bác nhìn những cặp mà 88A hay là 77A lưng mộc này. Em về toàn là lưng mộc hết, tại vì hàng hàng chất nước ngoài các bác. Serie bên nước ngoài họ đánh dấu là số 10 để mà về đúng cặp các bác. Loa nó trực 8 ohm, 80W trên một loa, hai vi tinh tịnh cho dây mic và dây trep trạm loa. Đây, lưng mọc này các bác. Nhìn cái sớ cây này. Đấy. Tem này. Lưng mọc rất đẹp luôn. Tem mới toát luôn, nét căng. Cặp này series 10 này. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem mở căng để xem được cái vẻ đẹp của tiếng loa của nó. Màng nó là màng FB. Bioner CS88AFB. Những con này mà các bác kiếm với những dòng receiver cổ thì gọi là hết bài hết nước chấm luôn nha. Ví dụ như là 5000X, 2000X, những dòng cổ của châu Âu, vân vân, Mỹ, Fixer đồ bánh tốt luôn. Hết kick, vân vân. Em mở cái kênh nha. Đấy. Hàng chất nước ngoài về, các bác để ý này, đấy, từ những cái đinh tán này nó trắng tinh. Gọi là nó không bị oxy hóa. Đó là những con hàng chất nước ngoài, tổng quan phía trong này mới tốt nha. Rồi tiếp tục chiếc thứ hai để các bác cùng xem e-can. E-can các bác, đấy nét chưa. Cái chốt khóa logo này trưng bum luôn. Rồi mời các bác cùng xem tiếng loa nha. Đây tổng quan, tổng quan của cặp loa. Loa sửa bát 30, găng vải tăm dầu, hai lo mic và hai lo chép giấy và một siêu chép kèn nha. Mời các bác cùng xem tiếng loa. Đây tiếng loa bass đây, màng FB. Tiếp theo lo mic gần rồi, gần duyên hết, hai siêu chép giấy và một siêu chép kèn, gần duyên hết nha các bác. Nguyên gần một duyên, cái này không có đụng vào bác, gần duyên của nó là gần thế này. Còn các bác muốn làm găng lo chép cũng được mà không nên, tại vì lo chép này các bác làm hay làm nó cũng vậy, thì nó hoạt động nó không có bị rung, nên là khi nó mục hoặc là để nguyên nó cũng vẫn nghi như thế thôi. Nên mà sưu tầm những cặp như thế này các bác, nguyên chắc thôi này, nguyên cái mút của lo chép cháy các bác. Nhiều bác rất là thích để nguyên mộc như thế này mà là lo siêu chép kèn nha, siêu chép kèn. Đây tổng quan của cặp này, cặp này là số 10. Bác nào muốn lấy cặp này thì liên hệ cho em, giá em đang giao là 24.500.000 bao gồm phí ship nhé. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Bác nào chốt thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên 0978338 14 hay là 0965 770277 nha.